Sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của SEA Games 30, phần lớn các cầu thủ U22 sẽ tiếp tục lên đường tập huấn từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 23 tháng 12. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đóng quân tại thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Thành phố này có thời tiết không quá lạnh trong mùa đông là điều kiện thuận lợi cho việc tập luyện. Ngoài ra, các cầu thủ cũng sẽ được hỗ trợ tốt về mặt sân bãi bởi chuyến tập huấn là sự hợp tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc. Về mặt lực lượng, sẽ có 28 cầu thủ được triệu tập trong đợt tập huấn. Trong đội hình hiện tại, ngoài Trọng Hoàng và Hùng Dũng đã quá tuổi, thì huấn luyện viên Park Hang-seo còn 18 thành viên. Như vậy, 10 tuyển thủ sẽ được bổ sung. Theo nguồn tin của Bóng đá TV, Thể thao TV, những cái tên đáng chú ý đang hoàn tất visa để bổ sung lực lượng cho đợt tập huấn này là Đình Trọng, Nhâm Mạnh Dũng, Trọng Đại, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới. Sau trận chung kết môn bóng đá nam với Indonesia, hai đội tuyển bóng đá nam và nữ sẽ về nước trong chuyến bay lúc 11 giờ trưa ngày 11 tháng 12. Trước đó, đội tuyển bóng đá nữ đã vượt qua Thái Lan để giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Ngay sau khi đoạt huy chương vàng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã kéo dài thời gian ở lại Philippines thêm 2 ngày để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam.